Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong video rạng sáng ngày 17 tháng 1 năm 2023. Hiện tại phía trước màn hình của cô chú anh chị và các bạn là các tân truyền đang hoạt động hết công suất ở tại thị trường quốc tế Tân Sơn Nhất trong rạng sáng ngày hôm nay. Chúng ta thấy phía trước màn hình có rất đông bà con đứng chờ đón đợi lấy hành lý của mình. Trung bình cứ mỗi một hành khách đợi lấy hành lý mất khoảng 30 phút. Phải nói phía bên trong sân bay Tân Sơn Nhất đã có những cành mai vàng rực rỡ. Nhìn chúng ta cảm thấy mùa xuân đang đến rất gần. Chỉ còn vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ đón Tết Quý Mão năm 2023. Phía trước màn hình chúng ta thấy không? Rất đông bà con đang đứng chờ đón hành lý ở tại các bên truyền. Bây giờ cũng đã gần 1 giờ sáng ngày 17 tháng 1 năm 2023. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, phía trước màn hình của chúng ta là cửa đến A1, khu vực mà bà con ngồi chờ đợi để mà đón Việt Kiều về nước. Dường như hàng nghìn người đang tập trung ở tại khu vực sảnh chờ đón A1 để được nhìn thấy những người thân của mình đầu tiên bước ra khỏi cửa A1 và cửa A2 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong những ngày gần đây thì buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều cũng như là buổi tối và đêm khuya thì cửa đến A1 và A2 luôn luôn mở cửa rộng để cho bà con hành khách có thể dễ dàng di chuyển ra bên ngoài sau khi mà mọi thủ tục đã hoàn tất ở phía bên trong. Và theo như bản điện tử thông báo bây giờ là 0 giờ 53 phút rạng sáng ngày 17 tháng 1 năm 2023. Trong ngày hôm nay có rất nhiều chuyến bay hạ cánh, đặc biệt là buổi trưa khoảng tầm 13 giờ cho đến 14, 15 giờ thì có hàng loạt chuyến bay hạ cánh. Chính vì vậy cho nên sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thường xuyên quá tải vào các khung giờ cao điểm, đặc biệt đêm khuya cũng vậy cô chú anh chị và các bạn. Theo như dự báo thì trong ngày 17, 18, 19 tháng 1 năm 2023, tức là ngày 26, 27, 28, 29 Tết thì tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có một lượng lớn chuyến bay quốc tế hạ cánh. Và chắc chắn rằng trên các chuyến bay hạ cánh này sẽ có rất nhiều kiều bào Việt Kiều ở nhiều nước trên thế giới sẽ trở về Việt Nam để cùng vui xuân với gia đình. Sân bay Tân Sơn Nhất ga quốc tế phải nói là buổi trưa thì đông nghịt người cũng như là đêm khuya các bạn. Có những ngày cao điểm tới 15-16 chuyến bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, cho nên là lượng bà con đến mà chờ đón Việt Kiều phải nói là quá tải luôn, cực kỳ đông, phải nói là cực kỳ đông chứ không phải là đông không nha cô chú anh chị và các bạn. Lúc này chúng ta thấy khu vực sảnh chờ đợi này, phía bên trái, bên phải hoặc là phía sau phải nói là cực kỳ đông, dường như là không còn một chỗ đứng luôn các bạn. Còn có hàng trăm người đang ngồi từ xa ở tất cả các sảnh, từ cột số 1 đến cột số 15, ngay cả ở ngoài bãi đỗ xe ga quốc tế cũng đang có hàng trăm người ngồi nằm ngủ ở trên xe, bởi vì có nhiều gia đình họ thuê xe 24 chỗ, 16 chỗ để lên đón Việt Kiều về đón Tết ở Việt Nam. Cho nên phải nói rằng là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất luôn luôn chật chội và quá tải trong những ngày gần đây. Ở tại các băng truyền chờ lấy hành lý như lúc này chúng ta cũng đã thấy đó, nhiều băng truyền cùng hoạt động nhưng mà vẫn có đông đúc bà con đứng để mà xếp hàng chờ đợi để lấy hành lý, thì trung bình là khoảng 30 phút để chúng ta có thể lấy được hành lý ra phía ngoài. Cho nên đón Việt Kiều trong những ngày cuối năm giáp Tết này thì bà con đến đón sẽ rất mệt mỏi, chờ 3-4 tiếng đồng hồ tại sân bay là hoàn toàn bình thường, bởi vì mọi người cũng sợ tắc kẹt xe rồi phải đi sớm, thuê xe đi sớm, cho nên đến đây phải chờ vật vã tại sân bay
3 đến 4 tiếng đồng hồ mới được gặp người thân. Theo như dự kiến thì sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho đến trưa ngày 29 vẫn còn có rất đông bà con kiều bào về ăn Tết các bạn, và chắc chắn sẽ giảm dần ngày 30, mùng 1, mùng 2, mùng 3 là các chuyến bay quốc tế sẽ giảm dần, bởi vì lúc đó thì kiều bào đã về nhiều rồi. Ở tại khu vực bãi đỗ xe của ga quốc tế thì dường như trong những ngày gần đây chật kín luôn các bạn, đặc biệt xe 16 và xe 24 chỗ chật kín ở trong phi trường. Đa phần là chủ yếu xe hợp đồng và xe cá nhân để mà đưa đón hành khách, đưa đón kiều bào về quê. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy ở phía bên trong thì anh chị cô chú Việt Kiều khi mà trở về Việt Nam đón Tết thì ai ai cũng muốn mua rất là nhiều quà về Việt Nam. Ai ai cũng rất nói là Việt Nam đầy đủ đồ, nhưng mà thực tế thì cái chất lượng hàng hóa Việt Nam dù sao đi nữa cũng không thể so sánh bằng ở bên nước ngoài. Đó là sự thật của chú anh chị và các bạn. Sự thật là như thế, hàng Việt, hàng nước ngoài, đặc biệt là hàng châu Âu, sản phẩm hàng hóa ở châu Âu và một số nước như là Mỹ, Canada và Úc, hay là ngay cả nước của châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc thì chắc chắn sản phẩm tại Việt Nam cũng không thể sánh bằng khi mà chúng ta mang từ bên nước ngoài về. Chính vì vậy cho nên dù sao đi chăng nữa thì người Việt Nam chúng ta vẫn yêu thích các sản phẩm quần áo hay là các cái đồ khác liên quan đến sinh hoạt hàng ngày hay thiết bị điện tử thì cũng không thể sánh bằng với bên nước ngoài. Cho nên nhiều cô chú anh chị Việt Kiều như chúng ta thấy đó, mỗi khi về Việt Nam không có một ai mà không đầy ắp hành lý. Hành lý 2-3 kiện là bình thường, thậm chí có người cũng phải mua thêm hành lý để mà ký gửi riêng nữa. Tại vì khi lâu lâu về Việt Nam thì cũng muốn mang đồ từ bên nước ngoài về để tặng quà rồi biếu cho người thân. Đặc biệt thì trong cái khung giờ cao điểm buổi trưa khoảng 13-14 giờ thì nhiều Việt Kiều về trên các chuyến bay, cho nên nhu cầu đặt xe taxi ở tại các khu vực điểm đón xe taxi ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng bắt đầu đông hơn. Và chính vì điều đó cho nên cô chú anh chị và các bạn sẽ bắt đầu chờ đợi đón xe lâu hơn mọi khi một chút, chắc tầm khoảng 10-15 phút sẽ có xe vào đón. Phải nói rằng là các cái băng ghế mà ngồi chờ đón Việt Kiều về ăn Tết như thế này thường xuyên đông đúc, và chắc chắn là chúng ta không thể nào mà tìm được một ghế trống đâu. Mình phải canh giữ lắm, khi mà người ta đứng dậy thì mình mới ngồi xuống được. Nhưng mà có những lúc đó, người ta vừa đứng dậy thì có 2-3 người cùng chạy tới giành cái ghế đó một lúc, cho nên khi đó thì người trẻ tuổi phải nhường cho người lớn tuổi mà thôi. Ở tại tất cả những cái kệ ghế đá ngồi ở phía bên trong thì bà con cũng bắt đầu mệt mỏi quá, phải lấy túi xách kê lên nằm ngủ, ngã lưng một chút. Chưa kể là ở trên lầu 1 rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Trên lầu 1 là có hàng trăm người ngồi dày đặc ở trên lầu 1 đó. Và nói là mình thấy rất là bất ngờ, bởi vì phía dưới hết chỗ rồi, mà trên lầu 1 thì vừa ngồi có mấy lạnh mát nữa, mà nó đỡ đông hơn các bạn. Phải nói rằng dịp cao điểm Tết Nguyên Đán năm 2023 thì cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến đón khoảng 130.000 lượt khách mỗi ngày, và đa số phần lớn là khách nội địa là chính các bạn, khoảng 90.000 lượt, còn lại là khách quốc tế thì khoảng hơn 30.000 lượt trong một ngày thôi. Mọi người đang bắt đầu tiến vào khu vực bên trong cản trở lối đi của hành khách rồi, và chúng ta thấy hầu hết những người Việt của chúng ta khi mà trở về Việt Nam thì hành lý luôn luôn chật kín cả vali. Nói trong những ngày càng gần về Tết cổ truyền Nguyên Đán thì
lượng khách di chuyển bằng đường hàng không phải nói là ùn đổ về sân bay Tân Sơn Nhất. Vali rồi thùng xốp liên tục đổ dồn về sân bay Tân Sơn Nhất nườm nượp người. Chiều ngày 26 Tết, tức là ngày 17 tháng 1 năm 2023 thì ở tại sân bay quốc nội cũng vậy, ai ai cũng bắt đầu vội vàng háo hức để trở về quê đón Tết cùng với gia đình. Ngày mai ngày 27 Tết thì bắt đầu các doanh nghiệp công ty đã nghỉ làm việc rồi. Ở đây mấy bạn đứng vào phía bên trong cho nên anh An Đinh cũng đã mời ra nhiều lần nhưng mà rất tiếc thì cũng chưa thể mời ra ngoài được. Phải nói bầu không khí rất là nhộn nhịp, đông vui, tấp nập ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Trong những ngày gần đây đã làm cho chúng ta quên đi dịch bệnh Covid-19, nhớ lại cách đây 2 năm về trước khi mà Tường Vũ Chính Nội cập nhật tại phi trường Tân Sơn Nhất, cảm thấy vắng lặng, lạnh lùng, lạnh tăng, vắng mà lạnh không có bóng người luôn cô chú anh chị và các bạn. Và bây giờ thấy mọi người đến sân bay đông đúc như vậy và kiều bào cũng như du khách quốc tế đến với Việt Nam đông, chúng ta cảm thấy rất là vui. Đây là phía khu vực phía sau này các bạn. Đứng cũng không còn chỗ đứng luôn các bạn, đứng tích xuống sau xa luôn cũng không thấy chỗ luôn. Chưa kể là người ta nằm ngồi ở phía đằng xa rất nhiều luôn cô chú anh chị và các bạn. Các anh bảo vệ an ninh của sân bay nhắc nhở thường xuyên mọi người dẹp cái lối đi để cho hành khách người ta đẩy hành lý ra phía ngoài. Hơn 1 giờ sáng rồi mà sân bay vẫn còn như là đông như ban ngày các bạn. Tường Vũ Channel cũng xin cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã ủng hộ đồng hành với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Những anh chị cô chú nào đã xem kênh YouTube nhưng chưa ủng hộ đăng ký, vui lòng cho Tường Vũ Channel subscribe nha cô chú anh chị và các bạn. Với những nguồn động viên chân thành và ủng hộ của tất cả quý vị và các bạn, đó là niềm động lực rất lớn về tinh thần để cho kênh YouTube Tường Vũ Channel sẽ đồng hành cũng như là cập nhật và chia sẻ đến cho tất cả cô chú anh chị và các bạn được nhìn thấy cảnh nhộn nhịp tất bật ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Đa số bà con Việt Kiều về nước thì dùng những cái thùng giấy cạc tông là chính các bạn. Và năm nay thì theo như thống kê dự báo là Việt Kiều Mỹ sẽ về rất đông. Và thực tế thì Tường Vũ Chính Nội đứng tại đây cập nhật những hình ảnh ở phi trường, ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thấy chủ yếu đa số là Việt Kiều Mỹ về nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì trên cái thùng mà mình thấy hay ghi cái chữ USA đó, cho nên mình biết ngay là các anh chị đó sẽ đi từ Mỹ về Việt Nam ăn Tết cùng với gia đình. Đa số là Mỹ nhiều năm nay. Hiện nay các cái khu vực làm thủ tục và nhập cảnh ở trên lầu 1 cũng đang có lượng khách xếp hàng rất đông luôn các bạn. Chưa kể xuống đợi lấy hành lý nữa. Và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì có nhiều chuyến bay hạ cánh, cho nên việc mà chúng ta sau khi đáp xuống rồi chúng ta mất rất nhiều thời gian ở phía bên trong. Năm nay thời gian nghỉ Tết cũng lâu các bạn, mùng 6 mới làm lại cho nên thời gian nghỉ Tết cũng phải gần 10 ngày đối với công nhân viên. Còn học sinh sinh viên thì nghỉ hơn nửa tháng, sinh viên nghỉ cả tháng luôn các bạn. Ở tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thì dòng người bắt đầu tấp bập đi về miền Trung, miền Bắc. Thank you.
đâu có giờ. Nãy em lắp đi. Cũng nhìn cảnh nhộn nhịp tất bật và bắt đầu. Bây giờ thì phía bên trong chúng ta thấy đang có rất đông Việt Kiều về ăn Tết. Những chuyến bay như thế này chủ yếu là Việt Kiều về ăn Tết là đông các bạn. Chắc chắn là như vậy luôn. Wow, xếp hàng ra đông quá. Hiện nay thì sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra đến đã tăng cường lực lượng an ninh rất nhiều. Mỗi đêm có khoảng 6 đến 7 anh an ninh của sân bay hỗ trợ đảm bảo trật tự ở tại khu vực này. Nếu mà không có những anh an ninh của sân bay này thì chắc chắn là cái lối đi này không còn một chỗ trống đâu các bạn. Mọi người sẽ đổ dồn về đây rất là đông, chật kín cả đường đi luôn. Rất đông vui, Việt Kiều về nước rất đông vui, nhộn nhịp. Với tình hình có nhiều chuyến bay hạ cánh và nhiều hành khách trên mỗi chuyến bay, cho nên có nhiều anh chị Việt Kiều than phiền rằng là thời gian mà để chờ lấy hành lý quá lâu, thủ tục quá lâu các bạn. Nhưng mà dẫu biết rằng như thế, tuy nhiên thì do lưu lượng chuyến bay tăng cao và hành khách thì nhập cảnh nhiều, cho nên chắc chắn thì nó sẽ kéo cái thời gian lâu hơn mà thôi. Nói mặc dù là đêm khuya, tuy nhiên thì các sân bay luôn luôn hạ cánh tất bật. Đây là dàn tiếp viên của hãng hàng không Nhật Bản hay Hàn Quốc kìa. Hàng tiếp viên của Asiana Airlines. Kính thưa cô chú anh chị và các bạn, theo thông tin mới nhất ngày 17 tháng 1 năm 2023, đại diện cảng vụ hàng không miền Nam tại Cần Thơ đã cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một nữ hành khách có hành vi hút thuốc lá điện tử trên máy bay. Cụ thể, trên chuyến bay số hiệu VN7207 tối ngày 15 tháng 1 năm 2023 từ Hà Nội đến Cần Thơ, nữ hành khách sinh năm 2004, trú tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, ngồi ở hàng ghế số 30D. Trong quá trình xuống máy bay, tiếp viên phát hiện chị M hút thuốc lá điện tử ngay trên máy bay với sự chứng kiến của hành khách. Kính thưa quý vị, khi phát hiện vụ việc,
Tiếp viên trên chuyến bay đã báo với cơ trưởng và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Căn cứ điểm A khoản 2 điều 8 Nghị định 162/2018 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, cảng vụ hàng không miền Nam quyết định xử phạt chị M số tiền 4 triệu đồng. Quyết định xử phạt cũng nêu rõ người bị xử phạt phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Nếu không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Theo khoản 2 điều 8 Nghị định 162/2018 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng quy định, hành vi hút thuốc lá kể cả thuốc lá điện tử trên tàu bay sẽ bị phạt mức tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng với việc một nữ hành khách còn rất là trẻ, sinh năm 2004, hút thuốc lá điện tử ngay trên máy bay, thật sự rất đáng tiếc với trường hợp này xảy ra. Cụ thể nhất là trong lúc mà hành khách này xuống máy bay thì các tiếp viên đã phát hiện nữ hành khách ở tỉnh Hậu Giang đã hút thuốc trên máy bay. Quá tiếc luôn các bạn, để xảy ra một cái sự việc này đáng tiếc cho nữ hành khách này. Với mức phạt 4 triệu đồng thì có thể nói rằng đây là một khung phạt hành chính để cảnh cáo hành khách khi mà chúng ta đi trên máy bay, đặc biệt là đang ở trong khoang máy bay, thì chúng ta phải luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt những cái quy định về sự an toàn của hàng không, không chỉ cho cá nhân mình mà còn nghĩ cho bản thân của những người khác, và đặc biệt là sự an toàn của cả ngành hàng không. Thị trường Tân Sơn Nhất bắt đầu vẫn nhộn nhịp tất bật, và dường như là khoảng 1:30-2 giờ sáng ngày hôm nay còn có rất nhiều chuyến bay hạ cánh nữa, cô chú anh chị và các bạn. Chắc chắn thì nếu mà chúng ta đứng ở đây cập nhật thì phải 3-4 giờ sáng vẫn còn hành khách để hành lý ra phía ngoài. Và dĩ nhiên thì thị trường Tân Sơn Nhất về khuya 3-4 giờ sáng thì lượng bà con kiều bào xuống đón ở đây đã bắt đầu về cùng với Việt Kiều rồi. Kính mời tất cả cô chú anh chị và các bạn tiếp tục theo dõi hết cái video clip trong rạng sáng ngày hôm nay để chúng ta thấy được hình ảnh nhộn nhịp của những ngày giáp Tết Quý Mão với nhiều cô chú anh chị và các bạn Việt Kiều từ các nước trên thế giới, mặc dù xa, một cả một cuộc hành trình rất xa và rất mệt mỏi. Tuy nhiên thì Việt Kiều cũng đã cố gắng trở về Việt Nam để mà vui xuân cùng với gia đình. Đó là một niềm vui không thể nào có thể so sánh được. Trải qua một cuộc hành trình dài từ Mỹ về Việt Nam mất khoảng 18 đến 20 tiếng đồng hồ, còn bay nhanh nhất thì cũng khoảng 16 tiếng. Ở các nước châu Âu cũng mất hết khoảng 12-13 tiếng đồng hồ khi bay về tới Việt Nam. Chưa kể là đi tất cả các hãng hàng không trên thế giới hiện nay dịp cao điểm Tết thì chắc chắn là cũng có sự chậm trễ hơn, và luôn luôn lúc nào cũng có sự delay ít hay nhiều, và các cái thủ tục nhập cảnh khi mà có nhu cầu tăng cao của những chuyến bay hạ cánh thì chắc chắn cô chú anh chị Việt Kiều sẽ mất nhiều thời gian hơn. Từ Phủ Chính Hồ cũng xin kính chúc tất cả cô chú anh chị Việt Kiều năm nay được về Việt Nam gặp lại người thân của mình, cũng như là đón một cái Tết Việt Nam thật là ấm áp và hạnh phúc, vui vẻ cùng những người thân của mình. Kính chúc tất cả quý vị luôn luôn có những niềm vui và may mắn thành công trong năm mới, năm 2022. Chắc chắn thì mỗi khi anh chị trở về Việt Nam
không phải đơn giản một cuộc hành trình, chúng ta phải chuẩn bị rất là nhiều việc, chuẩn bị mọi thứ từ công ăn việc làm, thu xếp nhà cửa, rồi chuẩn bị lên kế hoạch thời gian đi, rồi bắt đầu mua vé máy bay cả chiều đi cả chiều về. Sau khi có được tấm vé của hãng hàng không mà yêu thích, tiếp theo thì cô chú anh chị và các bạn lại tiếp tục mua sắm đồ đạc, quần áo, quà cáp. Rồi chúng ta phải chuẩn bị tài chính để đi về Việt Nam đón Tết cùng với người thân. Nói chung để có một chuyến trở về Việt Nam thuận lợi và bình an, hạnh phúc, trọn vẹn thì chúng ta phải lên một kế hoạch dài hạn ít nhất là 3 đến 6 tháng để mọi thứ nó đều ổn định và nó theo một cái trật tự sắp xếp, chúng ta mới có một cái chuyến trở về quê hương thật ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình. Tôi cũng rất cảm ơn đến tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cái video clip được đăng trên kênh YouTube Tường Vũ Channel. Và không có gì quý hơn bằng sự yêu mến ủng hộ của tất cả cô chú anh chị và các bạn khi xem, nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rồi bây giờ Tường Vũ Channel thì mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta tiếp tục theo dõi hết cái video clip trong rạng sáng hôm nay nhé.
Và có lẽ những hình ảnh này cũng tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.